Và bây giờ đến với nhân vật ở vị trí thứ hai, đó chính là cô Hoa. Chào cô Hoa. Chào MC, chào bên đàn gái, chào khán giả trường quay. Là tôi là cô của cháu Hoàng Gia Trường. Nó thì không có được cao lắm, nó có 1m88 Tráng bán quá. Nó nặng 50kg. Thì không biết ở đây có biết diễn viên Alain Delon của Pháp không? Thì nó chắc cũng na ná vậy đó. Nó hơi chút xíu thôi. Dạ. Rất là đẹp trai. Nó xanh năm 96. Dạ. Cháu nó học hết cấp 3 thì vô học đại học công nghiệp thực phẩm. Nhưng mà rồi học xong lại không có đi làm. Thì cháu mới là theo cái nghề diễn viên người mẫu thời trang tự do. Dạ. Nhưng mà cháu nấu ăn rất là ngon. Cháu có một cái quán bò né riêng của cháu. Trời, giỏi quá. Ở một cái xá con. Dạ. Hôm nào con ghé, cô ghé luôn. Con sẽ kiểu nếu mà có đi xe được thì mình sẽ kết hợp là kinh doanh với nhau. Đúng rồi. Và dạ, rất là đẹp trai, rất là hiền hậu dễ thương. Không rượu chè, không nhậu nhẹt, chỉ uống chanh nóng thôi. Trời ơi, nghe lành mạnh. Rất là healthy. Rất là dễ thương. Dạ. Ở nhà thì là có 4 anh em, là 2 người anh là có vợ rồi, còn 1 người chị làm bác sĩ bệnh viện Nguyễn Tri Phương quận 5 của mình. Quá giỏi. Gia Trường là út hết đó. Dạ. Rồi mốt con về là có ông anh 2 là mở quán ăn nè, quán cơm nè. Trời. Đó. Rồi ông anh 3 đó là bán đồ phụ tùng, sửa xe đồ này kia nữa nè. Đều kinh doanh. Xe hư là có đồ sửa luôn. Dạ. Rồi ba mẹ thì phụ với được cái quán bò né đó là của anh mới làm nè. Đúng rồi. Dạ. Quán tên là A Lũ. Dạ. A Lũ. Rồi salad mình tên gì? Mèo fit. A Lũ mèo fit. Lũ fit à. Lũ fit à. Thưa bà, hợp lý. Trời, con thương cô Hoa ghê luôn á. Cô đưa ra hàng loạt những điều kiện cực kỳ hấp dẫn luôn. Mà Tường rất là có hiếu, dễ thương lắm. Thành ra nếu mà con mà chọn cháu cô là ok luôn. Thì ngoan men 100% luôn. Em không có mà 3D, 4D gì hết trơn đây đâu. Xin lỗi nha. Vậy cái ngoại hình như thế nào ạ? Ngoại hình của bạn Tường như thế nào? Giảm dở 80kg mà. Giảm dở, vậy là có cơ bắp, có chơi thể thao chứ. Thích đá banh, tập gym. Dạ, vậy cơ bắp vậy rồi tính ảnh nóng không? Tính tình sao, có nóng tính không? Rồi tính tình hỏi dùm mẹ lắm. Uống chanh nóng mà con. Dạ, chanh nóng quá, nóng tính luôn. Không, uống chanh nóng là tại vì không uống đá lạnh, không uống bia. Dạ. Uống chanh nóng, chanh thanh đó. Thân nhiệt. Đúng rồi. Như vậy anh ấy không hề cọc tính, nóng tính gì cả. Đúng, hiền hòa dễ thương lắm, vui vẻ lắm. Dạ. Gặp là con mến liền. Chứ sao mà hảo dữ vậy ta? Vậy có khuyết điểm nào không? Không luôn. Cũng có bồ. Có bồ nhưng mà là hồi đi học á. Như mối tình học sinh đó mà. Xong rồi ra trường là mạnh ai đấy đi vậy đó. Đàn ông thường hay có mấy cái tật giống như là ngủ trễ nè, rồi dậy trễ nè, có không cô? Hay là bưa vô trong phòng? Không, đúng giờ giấc lắm, tại vì bán quán ăn mà. Tường là người chế biến món ăn, thành ra là phải dậy sớm nào này kia, xong rồi ví dụ như mà có bóc được show đi diễn thời trang á thì bắt đầu đi chuẩn bị quần áo đi diễn thời trang. Dạ. Rồi bận rộn quá rồi người ngợm vậy, có đủ thời gian để kịp chỉnh trang lại đi làm, vừa bán bò né nè, mùi bò không mà cứ đi làm. Có, trời ơi, chỉnh trang đẹp lắm. Vậy là tươm tất đàng hoàng hẳn. Thần thái đẹp lắm. Dạ. Còn mong gặp quá, gặp Tường quá. Cao hơn em á. Rồi 1m88 đúng mà. Cảm ơn lời giới thiệu của cô Hoa rất là nhiều. Không biết là nhà mình có thắc mắc gì muốn trao đổi với cô Hoa không? Muốn hỏi nhiêu tuổi? Dạ, sinh năm 96. Bính Tí đó. Dạ. Là lớn hơn gái nhà mình đúng tuổi đó. Hơn 1 tuổi. Mạng mộc đó chị. Không, mạng mộc. Mạng mộc và mạng thủy. Thủy sinh mộc. Con mà chọn cháu cô là không có thất vọng đâu. Chuẩn không còn chỉnh đó. Mộc với thủy không có hợp nhau đâu chị. Gọi hai người mẫu mà. Đúng rồi đó, hỗ trợ với nhau. 1m88 mà có 50kg ốm lắm đó chị. Nhưng mà phải đàn ông là phải vững chắc để cho người con gái nó dựa vô. Chứ ốm yếu như cháu chị rồi bé này dựa vô nó té luôn. Dì Thi cũng đang cố gắng giành lấy quyền lợi của cháu mình. Còn Trang và Hoàng có thắc mắc gì không mà dành cho cô Hoa? Em nghe cao 1m88 là em không còn thắc mắc nữa rồi. Vậy hả? Là việc luôn á hả? Cảm giác là chuẩn. Có chỗ để tựa, có chỗ để dựa. Ủa giờ ví dụ giờ cao 1m88 mà cái mặt vậy nè. Không sao. Cái mình tính sau đi anh, chiều cao đó. Trước mấy 88 cứ cho qua cửa đầu tiên cái nè. Nhà mình qua cửa mà em. Đúng rồi, dạ, ba cửa. Còn Hoàng thì sao ạ? Con muốn hỏi là tính cách của em Tường này như thế nào? À, vui vẻ, hòa đồng, rồi lễ phép với người lớn lắm, vui vẻ lắm. Có nghĩa là khi mà mình vừa tiếp xúc là thấy thích liền à. Cái đó không phải là cháu mình khen mà mình rất là thích nó, dễ thương lắm. Anh có ga lăng với phụ nữ không cô? Có chứ, nhưng mà ga lăng đúng chỗ đúng lúc chứ không phải là đụng ai cũng ga lăng hết. Dạ, sợ đó người ta ngộ nhận thương yêu này nọ. Không có, không có. Cảm ơn cô rất nhiều.